Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, chiều ngày 15 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng quyết định hoãn tập trung học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học tiếp tục nghỉ đến hết ngày 21 tháng 2. Căn cứ tình hình dịch bệnh trong những ngày sắp tới, Sở sẽ có thông báo tiếp theo. Như vậy, Hải Phòng là địa phương thứ 9 sau Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Phước quyết định cho học sinh nghỉ sau Tết.